Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục khách mời hôm nay. Thưa quý vị, Wushu là một môn thể thao không phải bắt nguồn từ nước ta, thế nhưng trong nhiều năm qua, đây luôn là bộ môn để lại nhiều ấn tượng và dấu ấn đối với thể thao Việt Nam trong các giải thi đấu trong nước cũng như quốc tế. Nếu như 30 năm trước Wushu Việt Nam vang tên của nữ vận động viên Nguyễn Thúy Hiền, thì ở thế hệ kế tiếp, Dương Thúy Vi được coi là cô gái vàng của Wushu Việt Nam với những thành tích đặc biệt ấn tượng. Sau thành công mới nhất với chiếc huy chương vàng danh giá tại World Games 2022 tháng 7 vừa qua, không ngủ quên trên chiến thắng, cô vẫn tiếp tục hăng say tập luyện hàng ngày và chương trình cũng đã có gặp gỡ, trò chuyện với cô gái này trong chuyên mục khách mời hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Mạnh mẽ nhưng duyên dáng, dứt khoát nhưng mà xen lẫn sự uyển chuyển. Đó là những gì mà tôi cảm nhận được và tôi tin rằng là người hâm mộ thể thao cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc khi xem những phần thi đấu của Dương Thúy Vi, người được mệnh danh là cô gái vàng của Wushu Việt Nam. Và ngày hôm nay thì tôi đã có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với cô gái tài năng này. Chào Thúy Vi, mong rằng là khán giả của Việt Nam Ngày Mới trên truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ có cơ hội được hiểu về bạn nhiều hơn thông qua cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Bạn sẵn lòng chứ? Vâng, em sẵn lòng. Vâng, điều đầu tiên tôi muốn bạn chia sẻ về ba chữ cô gái vàng mà mọi người dành cho bạn. Bạn có nhớ được tới thời điểm này thì bạn đã đạt được bao nhiêu huy chương vàng trong sự nghiệp của mình không? Và tấm huy chương vàng đầu tiên đã đến với bạn như thế nào ạ? Thật ra để mà chia sẻ về cái câu là cô gái vàng ấy ạ, tôi nghĩ là do mọi người ưu ái, đặc biệt ưu ái tới mình nhiều, vì có thể là mọi người xem trên sóng truyền hình hay là có theo dõi tôi về các cái cuộc thi đấu thì thấy mình đã giành được rất là nhiều huy chương vàng, nên là mọi người đã ưu ái hơn, là đặc biệt hơn là đặt cho mình một cái tên như thế. Chứ còn thật ra với mình thì đấy là như một cái món quà và động lực mọi người gọi thôi. Tôi không nhớ hiện giờ tôi đã giành được bao nhiêu huy chương vàng, nhưng mà chắc chắn là tấm huy chương vàng đầu tiên mà tôi giành được trong cái sự nghiệp vận động viên của tôi là lúc tôi mới 10 tuổi. Đầu tiên tôi tham gia giải vô địch trẻ toàn quốc tại Sài Gòn năm 2003. Mới hơn nửa năm 2022 trôi qua nhưng mà có thể nói đây là một năm rất thành công với Thúy Vi khi bạn giành hai huy chương vàng tại SEA Games 31 sau 5 năm trở lại với đấu trường này. Và đặc biệt hơn khi tháng 7 vừa qua thì bạn đã mang về tấm huy chương vàng giá trị tại World Game 2022. Cảm xúc của bạn về những gì vừa trải qua như thế nào ạ? Và điều gì đã làm nên những thành công đó? Có thể là với mọi người là tôi đã thành công, nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ là tôi chưa thực sự thành công. Có thể là cái sự trở lại đấy và những cái thành tích mà mọi người nhìn thấy thì mọi người cảm thấy rất là tốt. Nhưng với bản thân mình thì mình biết là có những thứ mình vẫn chưa thật sự là làm được. Vẫn chưa thực sự là thể hiện hết ra những cái khả năng của mình có. Nên là thật sự là trong cái thành công đấy tôi cũng có rất là nhiều cái điều nuối tiếc. Để mà đạt được những cái thành tích vừa qua thì tôi nghĩ là để mà làm lên những cái điều đó, tôi nghĩ là thật sự là bản thân mình đã kiên trì đến ngày hôm nay. Nhiều lúc tôi cũng không nghĩ là mình sẽ thi đấu cho đến năm tôi 29 tuổi đâu, mà tôi không nghĩ là mình đã thi đấu đến bây giờ và có một cái ngoài dự kiến của mình là đáng lẽ ra là SEA Games mà đã tổ chức rồi, nhưng mà là do dịch Covid nên lùi lại. Và tự bản thân mình cũng phải đấu tranh rất là nhiều để mình có thể tiếp tục duy trì tập luyện. Và đấy là còn được rất nhiều sự ủng hộ từ phía các chuyên gia rồi các lãnh đạo ở đội tuyển. Mình nghĩ đấy là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mình có thể đạt được cái thành tích và đi đến được cái ngày hôm nay. Vượt qua cái giới hạn của bản thân luôn là điều mà mỗi vận động viên thể thao phải đối mặt. Thành tích càng cao càng nhiều thì cái áp lực đó càng lớn. Thúy Vi có thể chia sẻ được cái điều này được không? Thật sự tôi rất là ngại chia sẻ những cái sự nói là nỗ lực để được đi đến thành công ngày hôm nay. Tại vì với bản thân tôi là so với những gì mà những người khác hay là các vận động viên khác hay mọi người làm được thì cảm giác mình vẫn chưa là gì cả. Nên là để mà chia sẻ thì thường thì những cái cơ bản nhất của một vận động viên là gần như là vận động viên nào mọi người cũng phải cực khổ. Ví dụ như những cái thứ đơn giản nhất của một đứa trẻ con, một em bé ở bên ngoài chẳng hạn là được bố mẹ chăm sóc này, được nuôi dạy, nuôi nấng từ gia đình thì thường thì các vận động viên chuyên nghiệp bọn tôi thì bị sẽ thiếu sót về vấn đề đấy. Như mọi người biết là vận động viên thì không thể nào mà tránh được chấn thương. Cái việc đấy là cái việc tôi cảm thấy rất là cơ bản. Nếu mà để mà kể, mọi người hay kể là kiểu chấn thương này, chấn thương kia, thật sự là tôi rất ngại nói cái điều đấy. Tại vì tôi luôn nghĩ là cái chấn thương của tôi có là so với mọi người không là gì cả.
Và đấy cũng là một trong những điều tôi nghĩ là tôi may mắn cho đến hiện giờ ở cái cuộc đời vận động viên. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi thành công, mỗi tấm huy chương mà các vận động viên thể thao mang về, đó là cả sự nỗ lực, là những hy sinh và chấp nhận của mỗi người khi đã lựa chọn sống và cống hiến cho đam mê của mình. Thúy Vy cũng vậy, cô đã dành cả tuổi thanh xuân cho Wushu, và ở tuổi 29 như cô thì đã có nhiều vận động viên nữ giải nghệ, nhưng với Thúy Vy tất cả vẫn đang còn ở phía trước. Sinh ra trong một gia đình truyền thống võ thuật, khi có bố là võ sư Thiếu Lâm, mẹ theo tập Vịnh Xuân Quyền. Song có lẽ chính gia đình của Dương Thúy Vy cũng không nghĩ rằng cô con gái nhỏ của mình lúc 7-8 tuổi làm quen với những động tác Wushu ngô nghê đầu tiên, sau này lại trở thành một trong hai vận động viên thành công nhất lịch sử Wushu Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. 20 năm theo nghiệp với gần 70 huy chương các loại, trong đó có những chiếc huy chương vàng danh giá mang lại tiếng vang cho Wushu Việt Nam. Đáng kể như 3 lần vô địch thế giới, 1 huy chương vàng ASEAN cùng 6 huy chương vàng SEA Games, và tháng 7 vừa qua xuất sắc vô địch nội dung biểu diễn kiếm thuật và thương thuật tại Đại hội Thể thao Thế giới năm 2022. Thực sự, Thúy Vy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Ngại nói về những thành công của mình, ngại kể những khó khăn vất vả, song khi được chứng kiến sự khổ luyện và đam mê của Thúy Vy trên sàn tập trong từng động tác, thì ta sẽ thấy những thành công hay khó khăn mà cô đã có không cần nói bằng lời. Vy thì là một vận động viên thì gắn bó với mình đến bây giờ cũng khoảng 22 năm rồi. Tức là từ nhỏ thì Vy đã thể hiện được cái tố chất, đặc biệt là cái sức bật và cái sự linh hoạt khéo léo của bạn. Thế cùng với cái ý thức tập luyện, chăm chỉ cũng như nghị lực, nên là nó mới dẫn đến cái thành tích và Vy của ngày hôm nay. Vy thì như tôi đánh giá thì Vy là một bạn rất là vô tư, tính thì cũng cởi mở với mọi người và cũng cá tính mạnh mẽ lắm. Tức là cái gì xong là xong, trong lúc tập là tập, còn ra ngoài rất là vô tư. Dành trọn 20 năm cho Wushu, gác lại tất cả những gì giản đơn nhất của tuổi thơ, tuổi trẻ mà bao bạn bè đồng niên khác thường có. Thúy Vy chọn cho mình con đường riêng, trên hành trình đó là những niềm vui khi được sống cùng đam mê, là những nỗi buồn phía sau mỗi chuyến thi đấu xa nhà. Song trên tất cả, vẫn là một Dương Thúy Vy của nhiệt huyết, vẫn là niềm tự hào của gia đình và thể thao Việt Nam. Wushu là một bộ môn thể thao đẹp. Khi xem Wushu thì tôi có cảm giác rất là mãn nhãn vì từ trang phục đến các động tác cứ như là nghệ sĩ múa vậy. Tuy nhiên khi tìm hiểu về bộ môn này thì hóa ra không hề đơn giản. Rất nhiều những kỹ thuật và đòi hỏi về sự linh hoạt, tập trung cao độ của vận động viên. Với Thúy Vy thì động tác hay là phần tập luyện nào là khó khăn nhất và quan trọng nhất? Theo cái luật thi đấu quốc tế hiện giờ thì để mà nói là đặt lên hàng đầu, đặt đầu tiên để mà chấm điểm thì động tác độ khó, các động tác đá độ khó trên không là những cái động tác quan trọng nhất. Những cái động tác đấy thì thường sẽ rất là dễ chấn thương. Rồi là cái cách trừ điểm rất là khắt khe, chỉ cần nói chung là sai sót một tí thôi, một nhích thôi, thì khi mà trừ 0,01 thì coi như là không tính cái bài đấy luôn. Tại vì là một bài thi đấu thì cần phải nói là 100% hoàn hảo thì nó hơi khó, nhưng nó gần như là 100% không có điểm trừ nào. Khi mà không có điểm trừ thì lúc đấy mới được gọi là có thể có cơ hội tranh chấp. Với con gái thì là đôi bàn tay là luôn luôn được rất là được hay được chăm sóc nâng niu đấy. Tuy nhiên là cái bộ môn mà Vy lựa chọn thì lại sử dụng đôi bàn tay rất là nhiều. Bạn có thể chia sẻ về cái đôi bàn tay của mình được không? Như mọi người biết là thì bọn tôi rất là dùng rất là nhiều binh khí, nên hàng ngày việc dùng binh khí này hay là dùng tạ, cầm tạ hay là treo người thì không thể là tránh khỏi được những cái việc mà bong ra tay hay là bong gân hay là kiểu chai tay, rồi những cái thứ mà rất là, nhất là con trai thì rất là đỡ, nhưng mà với con gái thì thật sự là nếu mà nhìn bề ngoài thì nhiều lúc mình cũng sẽ rất là hơi chạnh lòng. Tại vì là tay các bạn con gái ở ngoài là trông mướt mịn lắm, còn tay vận động viên một cái là nhìn là biết ngay, nhất là đặc thù môn của mình nữa. Thi đấu để đạt được kết quả tốt nhất đã là khó, nhưng mà nhiệm vụ giữ được phong độ, bảo vệ ngôi vàng còn khó khăn hơn gấp bội. Đó có là áp lực của Vy hay không? Tôi nghĩ chắc chắn là áp lực. Tôi đã từng nói trước Bộ Văn hóa, nói trước với các bác là khi mà em giành được cái tấm huy chương vàng đấy, thì sau cái tấm huy chương vàng đấy em còn phải nỗ lực gấp 1.000 lần. Có nghĩa là nỗ lực gấp 1.000 lần là tương đương là cái áp lực cũng 1.000 lần, có khi nhân rất là nhiều lần lên. Nếu mà xuất phát điểm của mình và cái thời điểm đấy mình chưa có gì cả thì mọi người có thể là không có gì để mất.
Nhưng mà mọi người phải hiểu là khi mà mình đã giành được huy chương rồi, kể cả mình nói là mình không quan tâm tới cái thành tích đấy hay là để mình tập trung vào, nhưng mà kiểu gì trong cuộc sống hay trong tập luyện hàng ngày mình cũng sẽ áp lực. Tại vì mình đã từng đạt được rồi. Đấy cũng là một trong những yếu tố thôi ạ. Một trong những yếu tố mà tôi cảm thấy là cái cũng là một phần áp lực cho tự bản thân mình. Tôi có đọc được một bài báo với những chia sẻ của mẹ Thúy Vi. Ngoài những cái thương yêu lo lắng cho con gái của mình thì còn là nỗi niềm khi mà muốn bạn đã đến lúc lập gia đình. Nhưng sau đó thì tôi cũng có đọc được cái sự hồi đáp của bạn, đó là bạn nói rằng đây chưa phải là thời điểm bạn thực hiện điều đó. Phải chăng vì sự đam mê ủ xu mà bạn tạm quên đi cả hạnh phúc riêng tư của mình? Vào cái thời điểm hiện giờ ấy, thì tôi vẫn luôn đặt ủ xu lên hàng đầu. Với tôi, khi mà tôi muốn làm một cái gì đấy, chắc chắn 100% là mình sẽ ưu tiên nó lên hàng đầu. Không phải là mình không ưu tiên chuyện gia đình. Bản thân tôi nghĩ là khi mà tôi còn cố gắng được thì tôi vẫn luôn hết mình. Vì tôi nghĩ là còn một nửa cuộc đời còn lại cho gia đình. Nên là thanh xuân có mấy đâu, nên mà mình ích kỷ một chút thì cũng có làm sao đâu. Vào thời điểm này hay là vào một thời điểm khác, cái việc mà lập gia đình thì cũng là đương nhiên thôi, là sớm hay muộn thôi. Nhưng mà vào thời điểm này thì tôi luôn nghĩ là tôi nên ích kỷ cho mình một tí, là dùng hết những cái nỗ lực của mình, thanh xuân của mình cho cái điều mà mình chọn. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống là một chuỗi những điều mà ta chưa biết ở ngày mai, ở phía trước ra sao. Có thể trong tương lai thì người hâm mộ vẫn được nhìn ngắm Dương Thúy Vi với những thành công tiếp theo. Và cũng có thể bạn ấy sẽ chọn một cái lối đi khác cho riêng mình. Nhưng giờ đây, ngồi trước mặt tôi vẫn là một Dương Thúy Vi rất là mạnh mẽ của những nỗ lực hết mình. Xin được cảm ơn Vi vì những phút trải lòng của mình đã để cho khán giả có thể hiểu hơn là phía sau của những chiếc huy chương là gì. Xin được chúc Vi luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trên cái hành trình, trên những cái đam mê mà Vi đã lựa chọn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.